Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trước đó vào phiên làm việc hôm qua, thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đại biểu Quốc hội cũng đồng tình với việc cần có lực lượng này để làm cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng công an chính quy cấp xã trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự có nhiều yếu tố phức tạp, khó lường ngay từ cơ sở. Trong khi lực lượng công an chính quy còn mỏng, địa bàn ở đô thị lại đông dân cư, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, tình hình tội phạm về ma túy, các vấn đề an ninh trật tự phát sinh từ cơ sở. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là rất cần thiết. Sản xuất ma túy thì nó cùng về đến là khu dân cư. Mình muốn làm cái gì tốt, nó liên quan đến trật tự an ninh, nó liên quan đến quốc phòng v.v. thì đều phải dựa vào dân hết. Nguyên tắc là phải dựa vào dân. Phải gần dân nhất thì mới biết được nhiều nhất, mới xử lý được kịp thời nhất và mới hiệu quả nhất. Công an chuyên trách thì có thể nắm chắc về nghiệp vụ, vững về pháp luật. Thế nhưng mà cái am hiểu về phong tục tập quán, văn hóa và tình hình địa bàn, đối tượng và kể cả địa hình thì cũng có rất nhiều cái hạn chế. Nên do đó được cái sự hỗ trợ của cái lực lượng mà tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì phải nói là rất quan trọng, hỗ trợ rất là tích cực. Ý kiến khác cho rằng dự thảo luật quy định kiện toàn thống nhất các lực lượng đang có sẵn, gồm công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phòng, do đó không làm tăng biên chế mà còn kiện toàn, giảm đi so với số lượng hiện nay. Dân phố, dân phòng là thành lập theo được quy định ở luật phòng cháy chữa cháy, đúng không ạ? Công an xã bán chuyên trách là được quy định ở pháp lệnh công an xã, và cái bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được quy định ở nghị định 38 của chính phủ. Đấy. Thế bây giờ ta tổ chức lại ba lực lượng này thành một cái tổ an ninh trật tự ở cơ sở, thì để đảm bảo cái tính chính danh, đúng không ạ, và có cái địa vị pháp lý và có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, thì tôi nghĩ là sẽ thuận lợi hơn nhiều trong quá trình hoạt động sau này, và nó cũng tôi nghĩ là nó sẽ không gây tốn kém. Về đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ý kiến đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ, tính toán đủ mức kinh phí mà ngân sách nhà nước phải bảo đảm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nên quy định trợ cấp ngày công lao động khi được huy động làm nhiệm vụ thôi, còn không quy định được hưởng phụ cấp thường xuyên hàng tháng. Ở chỗ này là nhằm giảm chi phí ngân sách của nhà nước và tương đồng với các cái quy định của pháp luật khác về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm việc quan tâm hỗ trợ chi trả cho lực lượng này nếu được kiện toàn thống nhất như dự thảo luật. Đặc biệt đối với địa phương không thể tự cân đối ngân sách, cần làm rõ thêm nguồn kinh phí chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để có thể thu hút họ tham gia và nâng cao hiệu quả hoạt động.